Nói tiếng Việt đi thân, nói tiếng Việt. Quay đèn xong cho con đi ra nhảy đi. Nói tiếng Việt. Okay, lúc đấy mẹ bấm nhầm nó không nguyên. Bây giờ vẫn focus mà. Bây giờ vẫn good mà. Thân mệt rồi. Đấy, đúng rồi. Đấy. Được chưa? Anh cu ra nhảy đi thôi. In the blue circle. Now him. Dạ. Dump him. Ok. Bây giờ không được dựng sáng kìa. Y'all can get out the way. Thằng cu quay mặt ở đây mẹ xem nào. Cô có biết quay mặt ở đây không? Ok. Làm đi. Try to do it in here only. Nói tiếng Việt. Anh muốn làm ở trong đấy. Ok, đi chơi. Ở trong đấy. Đi chơi. Trong đi nè. Ok. Nào làm đi con. Jump in. Mày chơi. Jump in the seat. Thân, thân. Xóa cái đấy xuống. In here. No, no, no. Over there. Right there. Rồi con sẽ nhảy vào đấy. Rồi vào đấy. Ok, thân đứng luôn ra con. Ok. Cô không phòng cho được rồi. I made it. Ok. Ok, from there. Làm đi. Blue pin of doom. One down. Hân, đứng ra không bỏ chân. Hey. Good job, Ryan. You're oh oh. You're supposed to jump like this. Yo! Impossible. Yes, mẹ nhìn. Con đứng ngồi ra con không bảo anh. Ôi, cái quần nó chuẩn bị nó bị tụt ra rồi đấy. Hả? Thôi nhá, nhảy từ nãy giờ lâu lắm rồi đấy. Mình lóc vào đi. Đấy, thử đi, thử xem nào. Thử xem cái đít có ngoáy được không. Mẹ vẫn đang ấy phi thân mà. Come here, please. Film me now. Yeah. Film me now. Đừng ấy nữa, con đang nghỉ đi. Tại vì con từ nãy giờ tập hơn một tiếng rồi đấy. Did you see me perfect one? Nghỉ một tí rồi tí nữa làm tiếp quay. Mommy, look at me. Rồi, mẹ đang quay đây thân. Rồi, nhìn rồi, thấy chưa?
thôi nghỉ được rồi con. Mệt quá rồi đấy, nhanh lên. Thân ơi, đưa cái vòng kia cho anh cu thử xem nào. Đây đứng ra thân thân. Rồi con. Yeah. Just to tell you, I'm on break now. Okay. Rồi đưa anh cu thử cái vòng đi. Chết rồi. Chết rồi à? Ok. Đấy, chết rồi thì thôi. Rồi đi vào. Xong chưa gió rồi đấy thân này. Đấy. One more. Vào đi lăng lấy cái loại vào. Ok. Lạnh nữa thôi nên đi vào đi con. Xem cái liệu. Stop trying to hurt me. Ba về rồi con ơi. Ba đã còn chưa ấy ba răng thấy đi ra đón ba đi. Daddy. Daddy, look at me. Look at me, Daddy. Daddy. Mẹ tắt đi nhé.